Dạ vâng, mến chào quý anh chị em. Thì hôm nay Toyota Bình Dương vừa cập bến một mẫu xe Innova đời 2013 màu vàng cát nha quý anh chị nha. Đấy, màu vàng cát đời 2013 e bản đủ. Và điều đặc biệt ở đây là bản chiếc này không taxi, không dịch vụ, không đâm va. Quý anh chị đến xem xe phát hiện có taxi, có dịch vụ, sơn si không còn rin, bên em Trường gửi ngay cho nhà mình 50 triệu chi phí đi lại thoải mái luôn nha, không taxi nha. Em cam kết cứng một câu 100% xe không chạy taxi nha quý anh chị nha. Đấy, màu ghi vàng. Đấy, cabo bề sống rất là đẹp, 2013 e bản đủ biển Sài Gòn nha quý anh chị nha. Đấy, xe rất đẹp luôn quý anh chị à, màu ghi vàng, sơn si căng. Đấy, bên em vừa đánh bát đánh bóng xong, cam kết luôn cho quý anh chị, xe vừa đi đăng kiểm về, đấy, nó không với phạt nguội nha quý anh chị. Đấy, tháng 1 2025, đó quý anh chị an tâm sử dụng cho em nha. Đấy, full đồ chơi ốp mẹ Chrome, xi nhan trên gương. Đấy, Toyota Bình Dương là đơn vị cung cấp những dòng Innova 8 chỗ ngồi, đời cao giá rẻ cũng có nè, được bên em đang có sẵn từ đời 2006 cho đến 2019 cho quý anh chị luôn. Đấy, giá rẻ cũng có, giá cao cũng có, giá vừa cũng có. Quý anh chị tạm tài chính bao nhiêu thì cứ alo trực tiếp cho bên em. Đấy, số điện thoại là 0972 147 247 nha. Tư vấn cho quý anh chị lựa chọn được một mẫu xe phù hợp với lại gia đình của mình. Nhiều lúc bên em bận đi ra ngoài thì gọi có thể là không nghe máy, quý anh chị để lại tin nhắn Zalo hoặc tin nhắn thường. Sau khi về em sẽ check lại tin nhắn và liên lạc lại cho quý anh chị nha. Rồi, 2013 e bản đủ nha quý anh chị. Đấy, lớp mắc xích luôn nè. Đấy, dàn lớp còn khá là cứng nha quý anh chị. Bản đủ được trang bị phanh ABS, túi khí an toàn đầy đủ hết. Đấy, xi nhan trên gương nè. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương nè, xi nhan bên hông nè. Đấy, tay rửa mẹ Chrome. Đấy, gương kính Toyota hết luôn quý anh chị ơi. Đấy, keo sùng chỉ thì quý anh chị yên tâm nha, mua về là sử dụng nè, không phải làm gì thêm nữa đâu. Xe mới về. Đấy, ghế nội thất màu kem nâu, có theo logo Innova. Quý anh chị ơi, đó, thấy chưa, củ số nè, thẳng tay nè, bản đủ nó được trang bị sáng sự kiến, cảm biến lùi, màn hình Android. Đấy, camera hành trình, ba chìa khóa zin theo xe đầy đủ hết, vô lăng túi khí cực kỳ đẹp nha quý anh chị nha. Giá thành thì chưa đến 300. Đấy, trần nỉ ba dàn lại zin theo xe, 8 chỗ ngồi rộng rãi luôn quý anh chị ơi. Đó, quý anh chị đang quan tâm một mẫu xe tầm tiền chưa đến 300, chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ thì đừng bỏ qua mẫu xe này. Em Trường thấy khá là đẹp và phù hợp đó quý anh chị. Xe rất là đẹp và cứng xe nha. Đấy, quý anh chị đang kiếm xe đẹp thì đừng bỏ qua mẫu xe này nha. Đấy, xe vừa mới về em rửa luôn, giờ em sẽ cho đi làm đẹp, làm đánh bóng đánh bát. Đấy, chỗ nào chưa đẹp em sẽ làm cho đẹp rồi bàn giao đến cho tay quý anh chị luôn nha. Đấy, có theo logo Innova, xe nhìn khá là cứng đó quý anh chị à. Lớp lan đồ là dày nè, bấm chì mâm nó còn zin, có nghĩa là chiếc này là chưa qua tác động của sơn mâm này là mâm zin nha. Chỉ của lớp là vẫn còn nè quý anh chị. Đó, chỉ của lớp vẫn còn, thấy chưa, hốc lớp còn khá là đẹp, bô bọng luôn nè, sáng bưng luôn quý anh chị ơi. Chiếc này thì miễn bàn rồi, giá tiền thì chưa đến 3 đồng. Đấy, cụ thể là chỉ có 298 triệu, xem xe là còn bớt còn thương lượng nha quý anh chị nha. Đấy, 2013 e bản đủ nó trang bị sáng sự kiến, gạt mưa sau, cảm biến lùi. Đấy, mọi thứ còn đẹp lắm quý anh chị. Ngày nào bên em Trường cũng về xe mới nha quý anh chị. Nhớ đăng ký kênh và follow kênh để nhận thêm nhiều mẫu xe mới giá rẻ nha. Đinh bôn rồi nè. Đấy, còn nguyên bản hết luôn nha quý anh chị. Đó, thấy chưa, còn đinh bôn rồi, còn nguyên đa nguyên kiện hết nè. Đấy, quý anh chị có mua về là sử dụng thôi, không phải làm gì thêm nữa. Đó, xe nói chung là rất là đẹp luôn nè quý anh chị. Xe đẹp len keng sợ ben luôn. Đấy, mua về là mình phải chỉ sử dụng thôi, cũng không phải tốn thêm tiền bạc gì, làm gì thêm nữa đâu quý anh chị ơi. Máy móc thì bên em bảo hành cho nhà mình lên đến 12 tháng sử dụng nha. Lớp vỏ dày, full đồ chơi đầy đủ hết luôn. Đấy, quý anh chị thấy không, hệ thống gương kính điện nè. Đấy, nút chỉnh điện nè, vô lăng đẹp lắm quý anh chị. Đấy, bên em nhận thu mua trao đổi các dòng ô tô đã qua sử dụng từ 4-7 chỗ nha. Quý anh chị đang có nhu cầu lên đời đổi xe thì cứ alo trực tiếp cho bên em.
Đấy, lớp trước nè, khế dày nha. Đèn nè, đèn gầm rồi nè. Xe mà mới vừa quay đăng kiểm thì quý anh chị biết rồi, chất lượng thì miễn bàn, chất lượng cao nha. Đây máy móc của nó đây. Quý anh chị thấy không? Đẹp tuyệt vời. Keo sùng chỉ là còn nguyên hết luôn quý anh chị. Đó, những cái lỗ đinh bon của nó nè. Logo nè, Toyota còn nè. Logo Toyota nè. Đấy, tem nè, logo là nguyên zin luôn nè quý anh chị. Đó, chưa thay chưa gì hết nha. Hàm máy của nó đây, sạch đẹp hết quý anh chị. Máy móc là bên em bảo hành lên đến 12 tháng sử dụng nha. Phanh ABS đây, chống phần bó cứng này, những khung nhôm tai dặn, bong kích nước nè, các quý anh chị thấy đẹp không? Đó, bong kích nước của nó nè, còn đầy đủ hết luôn. Đó, quý anh chị thấy không? Bong của nó nè, những cái đinh bon của nó còn nguyên nè, nó không có ve chạm nha, nó không có đầm ve. Và mẫu xe này bên em chào bán với giá là chỉ có 298 triệu bao rút cái hồ sơ gốc luôn nha quý anh chị nha. Rồi quan tâm thì alo cho em số điện thoại 0972 147 247 nha quý anh chị nha.